Wow, không có thấy được luôn. Món này món gì? Ôi, món clone này, ngon quá. Thôi giờ này, món này món gì? Wow, món bùm lò khoai lang. Wow, món này món gì? Món cá tầm nướng. Wow, món này đặc biệt này, món phải này cháo rau nha, món này đặc biệt nhất này. Anh đã không có huy ảnh nghe. Wow. Anh là có tôi có niệm đấy à, đa lệch lăng có niệm đấy à, sập yên à, có đi lăng điện thoại để lấy à, giờ này ăn cơm không được coi điện thoại, nghe chưa? Bà anh đa nhé.